Tiếp tục với các thông tin về thị trường hàng hóa. Thưa quý vị, đóng cửa hôm qua ngày 16 tháng 2, sắc xanh áp đảo trên bảng giá của 3 trên 4 nhóm hàng hóa gồm có nông sản, năng lượng và kim loại. Từ đó thì hỗ trợ cho chỉ số MXV Index tăng 1,4% lên mức 2.619 điểm. Giá trị giao dịch của toàn sở đạt mức cao nhất trong vòng 10 phiên trở lại đây với 6.100 tỷ đồng. Đáng chú ý, trên thị trường nông sản liên thông với sở Chicago, giá ngô tăng 1,4% lên mức 254,7 đô la Mỹ trên một tấn. Giá đậu tương tăng khoảng 2,3%. Hiện tại thì mặt hàng đậu tương đang đón nhận rất nhiều những thông tin cơ bản hỗ trợ trên thị trường. Cụ thể, sản lượng đậu tương của Argentina được dự báo sẽ đạt 40,5 triệu tấn. Đây là mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua do ảnh hưởng bởi thời tiết khô hạn. Bộ Nông nghiệp Mỹ ngày hôm qua đã công bố đơn hàng 130.000 tấn đậu tương niên vụ 2022-2023 đến từ Trung Quốc. Sự xuất hiện của những đơn hàng lớn sẽ đem đến triển vọng tích cực trong nhu cầu tiêu thụ và từ đó giúp cho giá đậu tương giữ vững được đà tăng ở thời điểm hiện tại.